Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép phong cảm ơn bác sĩ Trọng Võ đã bảo trợ mua các tạp chí quốc phòng để tặng cho khách hàng của ông. Quý vị nào có nhu cầu về dược thảo có thể liên lạc với bác sĩ Trọng Võ qua số điện thoại trên màn hình của quý vị là 7145312020, 7145312020 hoặc vào trang web của bác sĩ Trọng Võ là tnduocthao.com tndượcthảo.com để biết thêm chi tiết. Và đó là lời cảm ơn đối với bác sĩ Trọng Võ và các khách hàng của ông. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là bản tin từ Âu Châu. Một trận động đất mạnh đã diễn ra tại Morocco và gây thiệt hại cho nhiều biểu đình, khiến cho nhiều người phải tràn ra đường một trận động đất mạnh đã diễn ra ở tại morocco vào chiều ngày thứ sáu gây thiệt hại cho nhiều biểu điện ở trong thành phố cũng như khiến nhiều người đã phải tràn ra đường và dẫn đến một cuộc hỗn loạn tuy nhiên vẫn chưa có báo cáo chính thức về sự thiệt hại Cơ quan thăm dò địa chấn Hoa kỳ cho biết trận động đất này là 6.8 độ magnitude diễn ra vào lúc 11 giờ 11 phút à, trưa giờ của à, mà, Monaco và theo tường trình cho biết và nó ở cái mức gần à, 7 độ à, Richter đó là bản tin liên quan tới à, động đất và trong đó thì nó đã gây rung chuyển cho rất nhiều những tòa building và bị à, thiệt hại. Tuy nhiên thì à, cho tới giờ phút này vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại. Đây là cái à, khu vực được xem là à, khó dễ động đất nhất ở khu vực ở Bắc Phi và ở người dân Morocco đã bỏ lên video và trên mạng xã hội những đống đổ nát của những tòa building và những người du lịch cũng như một số những video khác cho thấy là người dân đã di tản ra khỏi các cái nhà hàng và cả một số những cái chợ khi mà có những cái tòa building cao. Đây được xem là trận động đất mới nhất tại khu vực Bắc Phi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, tổng thống của Ukraine là ông Zelensky cho biết là chính Putin là người đã ra lệnh sát hại à, người à, lãnh đạo của lực lượng đến đánh thuê à, prigozhin bản tin mới nhất từ kiev cho biết tổng thống của ukraine là ông zelensky trong ngày thứ sáu lên tiếng và nói rằng chính tổng thống nga Vladimir Putin là người đứng sau cái chết đầy bí ẩn của ông chủ công ta, công ty đánh thuê Wagner là Prigozhin người đã chết trong một tai nạn máy bay à, cùng với lại à, phụ tá của ông ta vào tháng trước ông Zelensky đã cung cấp à, không có bằng chứng à, không có cung cấp được bằng chứng tuy nhiên ông đã đưa ra lời phát biểu trong một cái cuộc họp báo nơi mà ông được hỏi về à, tổng thống của nga sự thật thì ông ta đã giết Prigozhin ít nhất là nguồn tin mà chúng tôi có được tuy nhiên à, không có một cái à, sự à, một cái bằng chứng nào và đây được xem là một cái thái độ của ông ta và sự thật ông ta đang bị suy yếu. Đó là lời phát biểu của ông Zelensky đã đưa ra ngay sau khi mà được đặt câu hỏi tới việc Tổng thống Nga và liệu ông có nói chuyện với ông Putin hay không. Thì ông Zelensky trả lời là cứ nhìn hình ảnh mà của ông Prigozhin là sẽ biết được bất kỳ ai thân cận và làm việc với Putin đều có một hậu quả này và không ai ngoại lệ. Do đó thì ông từ chối không đối thoại với là ông Putin. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay theo bản tin của hãng thông tấn AFP cho biết thì Hoa Kỳ đã xác nhận trong tháng 4 đã tịch thu được và chặn bắt một chiếc tàu chở dầu của Iran. Hoa Kỳ đã xác nhận vào ngày thứ Sáu là họ đã tịch thu một chiếc tàu chở dầu của Iran vào tháng Tư chỉ trước khi mà Iran đã tịch thu ít nhất là hai chiếc tàu dầu ở khu vực vùng Vịnh. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã đưa ra một bản statement. Trong đó thì bộ này cho biết rằng là họ đã tịch thu được chiếc tàu chở dầu có tên là Suorajan Suor à, được cấm cờ của Hy Lạp và trong đó đang chở khoảng 980.000 thùng dầu thô. À, theo cáo buộc cho biết thì đây là một trong những cái thùng dầu thô mà Iran đang vận chuyển của của lực lượng gọi là cách mạng hồi giáo Iran vận chuyển tới Trung Quốc và việc bà bán này đã được cáo buộc là vi phạm vào cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và quốc tế và chính phủ Hoa Kỳ đã cho đưa ra lệnh lệnh à, gọi là truy nã và bắt giữ hồi đầu năm nay và vào ngày 19 tây tháng 4 thì cũng không biết giờ nào. Tuy nhiên thì chiếc tàu chở dầu này được làm chủ bởi cái công ty gọi là Sua Russian Ltd đã nhận là đã vi phạm lệnh cấm vận và bị phạt lên tới 2.5 triệu mỹ kim và trong đó thì cái công ty mà vận chuyển gọi là của Hy Lạp do có tên là Elpai Navigation đã đồng ý hợp tác với giới chức của Hoa Kỳ và trong đó gần như là đã nằm ở khu vực Đông Nam Á trong thời gian mà nó bị tịch thu và trong thời điểm này thì à, giới chức Hoa Kỳ vẫn chưa xác nhận là họ sẽ kiểm soát cái tàu hàng này như thế nào. Tuy nhiên thì <laughs> à, Iran cũng đã tịch thu lại hai chiếc tàu dầu khác, một chiếc là cấm cờ của đảo uh, Marshall và và một chiếc nữa một chiếc khác là mà được cấm cờ của Thụy Sĩ à, đã băng ngang qua khu vực của vùng vịnh Oman và trong đó được xem là được làm chủ bởi một uh, công ty của Hy Lạp có tên là Niovi khi mà di chuyển từ Dubai tới Fajara theo thường trình và của bản báo cáo cho biết vài ngày sau khi mà Hoa Kỳ tịch thu được chiếc tàu dầu này và cùng một thời là cùng một thời gian thì Hoa Kỳ cáo buộc là Iran đã có hành tình hành động sách nhiễu và can dự vào tất cả các cái quyền tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế. Đây được xem là một trong những cái tin mới nhất từ phía Hoa Kỳ xác nhận ngay sau khi <laughs> họ đạt được một thỏa thuận với Iran là tháo khoáng 6 tỷ Mỹ Kim cho Chính của phủ phủ quy rằng được ký gửi ở trong ngân hàng của Nam Hàn để đổi lại 5 công dân của Hoa Kỳ được trả tự do. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất mà Hoa Kỳ đã xác nhận ngày hôm nay. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay. Thống đốc của tiểu bang Texas là ông Craig Abbott cam kết sẽ có thêm nhiều chiếc xe bớt nếu như mà Joe Biden thúc đẩy một bản báo cáo trong đó nói rằng ông ta dự tính sẽ giữ tất cả những di dân bất hợp pháp ở tại Texas. Bản tin mới nhất cho biết, thì thống đốc tiểu bang Texas là Craig Abbott trong ngày thứ năm lên tiếng cam kết là sẽ có thêm nhiều chiếc xe bus chở các di dân bất hợp pháp tới các thành phố, bao gồm luôn cả Washington DC Nếu như chính quyền của Joe Biden vẫn tiến tới một cái một cái kế hoạch mà đã được báo cáo trước đó là sẽ giữ các di dân bất hợp pháp ở tại Texas và trong đó gần như là đã có sự áp lực của những cái văn phòng được xem là khuynh tả tương tự như là ở New York về vấn đề gọi là bị ngãn về di dân. Biden đã tìm cách buộc tất cả những gia đình di dân ở tại Texas và cái âm mưu này đã được nhiều năm trước đây và giờ đây thì nó đã bị dập, dập tắt bởi quan tòa. Ông Craig Abbott đã phát biểu trên trang platform X được gọi là trang Twitter và chúng tôi sẽ gửi đến cùng một lượt với lại à, những cái thành phố mà châu bên đang bảo vệ. Và trong đó chúng tôi sẽ sẽ có thêm những chiếc xe bus chở các di dân bất hợp pháp tới Washington DC. Đây là lời khẳng định của ông thống đốc tiểu bang Texas và ông đã lên tiếng sau khi tờ Los Angeles Times báo cáo là có khả năng là Bộ An ninh Nội địa sẽ thực hiện một chính sách buộc tất cả những gia đình di dân bất hợp pháp mà lọt vào biên giới của Hoa Kỳ sẽ ở lại Texas và sẽ kiểm tra họ bằng hệ thống GPS trong lúc mà chờ đợi duyệt xét cái hồ sơ của họ và tờ Los Angeles Times cho biết những gia đình này đang tìm kiếm cái quyền quyền tị nạn tại hoa kỳ tuy nhiên thì uh, nếu họ ở lại thì uh, họ dễ dàng sẽ bị trục xuất và uh, và không có cần phải uh, làm giấy tờ gì cả và điều này cho thấy là ông Greg Abbott đã đưa ra một chính sách mạnh mẽ đối với chính quyền của joe biden trong đó thì trên cái trang platform x thì biden đang duyệt xét việc buộc các gia đình di dân bất hợp pháp ở lại texas và âm mưu này đã được uh, diễn ra trong nhiều năm và đã bị dập tắt bởi quan tòa chúng tôi sẽ gửi tới biden cùng một cái uh, tương tự như vậy và chúng tôi sẽ gửi tất cả những xe bus tới à, khu vực của Washington DC. Đây là cái tweet mà cả ông à, Greg Abbott đã bỏ trên trang platform X và kể từ tháng 3, tháng 5 năm 2023, bộ à, an ninh nội địa đã cho xóa bỏ khoảng ít nhất là và trả lại khoảng 200.000 người, trong đó bao gồm bao gồm luôn 17 cá nhân gia đình. À, trong khi đó thì họ vẫn tiếp tục tìm cách thực hiện chính sách này và buộc tất cả di dân này ở tại Texas. Đó là lời báo cáo của ông Greg Abbott đã đưa ra cùng một lượt trong ngày hôm nay thì thống đốc tiểu bang California là Gavin Newsom cho biết ông ta sẽ không ra tranh cử tổng thống để chống lại Biden. Bản tin mới nhất cho biết thì thống đốc tiểu bang California là Gavin Newsom, một nhân vật cực tả của đảng dân chủ, à, nói rằng ông ta sẽ à, không ra tranh cử để chống lại ông Joe Biden trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình NBC trong chương trình Meet the Press. Ông Gavin Newsom nói với lại người sướng công viên chương trình là Tổng thống Biden là người đang điều hành, điều hành quốc gia và tôi đang tìm cách giúp cho ông ta tái tranh cử trở lại và tôi vẫn tiếp tục nhìn thấy được những gì đang xảy ra và bây giờ chúng tôi đang tìm cách gọi là hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của ông ta. Đây là lời phát biểu của ông Gavin Newsom đưa ra và khi hỏi là nếu như mà ông Biden quyết định là ngưng lại cái chiến dịch cử trong năm nay ông nilson nói rằng ông ta có thể sẽ ủng hộ cho bà phó tổng thống Kamala Harris, tôi nghĩ rằng phó tổng thống là người sẽ được đưa lên kế tiếp và ông Newson cho biết là ông ta vẫn sẽ nói với những người ủng hộ cho ông ta là hy vọng và mặc dù những người ủng hộ ông ta hy vọng ông ta sẽ ra tranh cử năm 2024, ông ta trả lời rằng à, thời gian sẽ trôi qua và cứ tiến về phía trước. Đây được xem là lời phát biểu chính thức của Gavin Newsom, tức là từ chối không ra tranh cử tổng thống bất kể là Joe Biden có tiếp tục cuộc tranh cử hay không hay là bà Kamala Harris, thì ông ta cho biết là ông ta sẽ ủng hộ cho bà Kamala Harris. Đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố thẳng thừng của thống đốc California về việc có tranh cử chức tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 hay không. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì uh, ứng cử viên của Đảng Dân chủ là Robert Kennedy Jr hay còn gọi tắt là RFK Jr đã lên tiếng cáo buộc Đảng Dân chủ Trung ương đã có hành động thiếu dân chủ và đòi hỏi phải bảo đảm tất cả những cái lá phiếu của các uh, thành viên Đảng Dân chủ phải được đếm. Người vận động chiến dịch tranh cử cho ông Robert Kennedy Jr. đã lên tiếng kêu gọi sự minh bạch của Trung ương Đảng Dân chủ trên toàn quốc và nói rằng là họ cần phải đếm tất cả những lá phiếu của cử tri. Điều đáng tiếc là Đảng Dân chủ Trung ương đã cố tình tạo ra một cái lời tạo ra một cái đẳng cấp của những cái phái đoàn của các cái cử tri và trong đó kêu gọi lãnh đạo của tất cả các cử tri và đại cử tri là cùng một lượt phải hỗ trợ cho ông Joe Biden. Đó là lời phát biểu của người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Kennedy đã đưa ra. Và điều này rõ ràng là đảng Dân Chủ đã thiếu ta hành động Dân Chủ và đã có hành động à, gần như là lạm dụng niềm tin của người dân. Trong khi đó thì... Ông à, Cusinick được xem là cựu dân biểu từng đại diện cho cái địa hạt thứ 13 của Ohio ở tại Hạ viện đã gửi hai lá thư trong tuần này cho chủ tịch của đảng dân chủ trung ương là Jaime Harrison, trong đó yêu cầu của cuộc gặp gỡ giữa ông Harrison và ông Kennedy và để có thể thảo luận về vấn đề ra tranh cử này và trong đó thì phía của ông Harrison cho biết rằng là ông tin rằng là sẽ phải có một cái cuộc gặp gỡ giữa đôi bên để giải quyết cái vấn đề gọi là có nên hay không nên sử dụng cái hệ thống đại cử tri để đại diện cho các cử tri ra và bỏ phiếu cho việc mà gọi là bầu cử sơ bộ. Đây được xem là một trong những phản ứng mạnh mẽ của ông Robert Kennedy Jr ngay sau khi đảng dân chủ dường như đã gạt bỏ ông này ra khỏi cái danh sách tranh cử và không muốn tổ chức một cuộc đi bếp tức là một cuộc tranh luận hay là bất kỳ một cuộc bầu cử sơ bộ nào mà ta chính là đảng trung ương đảng dân chủ trung ương đang dự tính là sẽ automatic là đề, đề cử ông đương kim tổng thống tức là ông joe sẽ đại diện cho đảng dân chủ ra tranh cử tổng thống năm 2024 đây được xem là một trong những cái gút mắt mà đảng dân chủ cần phải giải quyết trước khi mà bắt đầu có cái cuộc bầu cử sơ bộ đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, nhà tỷ phú Elon Musk của công ty x -Corp, tức là công ty Twitter đã chính thức để đơn kiện California ngày hôm nay thứ sáu thách thức về cái quyền hiến pháp sau khi mà California đã đưa ra một cái dự luật và trong đó buộc tất cả các mạng xã hội phải kiểm duyệt tất cả các nội dung mà họ cho là có những cái ngôn ngữ được xem là cực đoan, có những ngôn ngữ thù hận hay là có những ngôn ngữ được xem là disinformation. À, trang uh, platform X hay còn gọi là trang Twitter trước đây trong đơn kiện nói rằng cái dự luật năm uh, gọi là assembly bill 587 đã vi phạm vào cái quyền tu chính án số 1 của hiến pháp Hoa Kỳ về tự do ngôn luận và trong đơn kiện để để lên đờ cái uh, tòa án ở tại Sacramento thì uh, <laughs> công ty Black X cho biết uh, platform X cho biết đây rõ ràng là một cái hành động bức hại các công ty về truyền thông xã hội và trong đó tìm cách loại trừ tất cả những quan điểm khác biệt và California đang tìm cách buộc tất cả những công ty đang ở tiểu bang này cần phải có một cái uh, về hành động kiểm soát và trong đó công ty uh, platform X cho biết là họ cố tình buộc các công ty phải thay đổi cái tư tưởng chính trị và thay đổi tất cả những cái quan điểm chính trị theo cái hướng của họ muốn và ông Musk được mô tả là một người ủng hộ cho quyền tự do ngôn luận vốn là người đã mua lại trang Twitter trị giá 44 tỷ Mỹ kim vào tháng 10 năm ngoái đồng thời ông cũng là con người điều hành công ty lai xe điện Tesla cũng như là công ty về không gian vũ trụ là SpaceX và các tổ chức dân quyền bao gồm luôn cả một cái tổ chức gọi là Anti-Defamation League uh, gần như là đã gò gán nhãn cho công ty uh, SpaceX là đã nhắm mục tiêu vào người da do thái, người da đen, người đồng tính và kể cả những người chuyển giới kể từ khi mà ông Musk đã mua lại trang uh, platform này và văn phòng uh, công tố viên xin lỗi quý vị văn phòng bộ trưởng tư pháp của California là Rob Bonta cũng đã tìm cách đưa ra một cái uh, thúc đẩy một cái dự luật trong đó buộc tất cả các công ty mạng xã hội phải kiểm duyệt tất cả những ngôn ngữ này và cái uh, Assembly Bill tức là cái dự luật nằm ở dưới sàn Hạ viện có tên là 587 trong đó yêu cầu tất cả những công ty mạng xã hội phải đưa ra những bản báo cáo về những nội dung mà họ đã gọi là kiểm soát ở trên mạng xã hội trong đó cung cấp dữ liệu số lượng cũng như là những cái post mà họ cảm thấy rằng là có tinh thần gọi là thù hận chủng tộc hay là có những ngôn ngữ thù ghét và luật này yêu cầu các công ty phải cung cấp những bản copy và nếu không có đưa ra những cái đáp ứng này thì sẽ phạt lên tới 15.000 mỹ kim mỗi một ngày cho cái việc vi phạm này và Gavin Newsom thống đốc của California đã ký luật này hồi tháng 9 và năm ngoái và trong đó à, gần như không để cho à, ông ta nói rằng không để cho cái mạng xã hội trở thành một thứ vũ khí để mà phát tán tất cả những cái ngôn ngữ thù, thù ghét hoặc là disinformation và ông Musk đã chỉ đã cho sa thải hàng ngàn nhân viên sau khi mà ông mua lại công ty Twitter. Lên tiếng chỉ trích rằng chính những tổ chức này đã làm cho cái à, vấn đề quảng cáo của công ty ông ta mất đi 60%. Đây được xem là đơn kiện mới nhất mà chính ông Elon Musk đã đệ trình ở trên Sacramento. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một tòa án liên bang cho thấy là ông Biden và tòa bà Đốc dường như đã vi phạm vào tu chính án số 1. Một. một tòa kháng án của liên bang đưa ra phán quyết là chính quyền của Joe Biden đã vi phạm vào tu chính án số 1 khi làm việc để kiểm duyệt tất cả những cái nội dung liên quan tới cái đại dịch 19. À, trong cái quyết định đưa ra ngày thứ sáu thì tòa kháng án của tòa số 5 nói rằng tòa Bạch Ốc và trung tâm gọi là kiểm soát dịch bệnh của Hoa Kỳ tức là cơ quan CDC cũng như là cơ quan đặc trách về điều tra liên bang đã cố tình tìm cách kiểm duyệt tất cả quyền tự do ngôn luận. Chúng tôi nhận ra là tòa Bạch Ốc đã có hành động gần như là dựa trên tất cả những cái yếu tố về y tế đã đưa ra những quyết định được xem là sai lầm và đã vi phạm vào cái tu chính án số 1. Chúng tôi phát hiện ra FBI cũng như vậy, họ đã cố tình có những cái hành động uy hiếp tới những cái platform và buộc phải xóa bỏ đi những nội dung và trong đó và họ điều điều khiển tất cả những chính sách này và tất cả những hành động trên đều vi phạm vào tu chính án số 1 và quyết định này đã được đưa ra bởi cái tòa trước là tòa thấp hơn à, nghiêm cấm tất cả các viên chức của chính quyền liên bang là không được tiếp cận với mạng xã hội hoặc là để tìm cách giới hạn à, các cái post ở trên website đồng thời diễn ra ở tòa số 5 trong đó tạm thời đã ngăn chặn lại cái luật này và ừ, à, giới hạn cái việc mà chính quyền của Joe Biden tìm cách liên lạc với mạng xã hội và trong một cái phán quyết mới nhất của tòa kháng án đưa ra thì nói rằng chính quyền Joe Biden đã vi phạm vào tu chính đáng số 1. Trong khi đó thì bộ trưởng tư pháp của Missouri là Andrew Bailey cùng với lại cựu bộ trưởng tư pháp là Eric Smith <laughs> đã đưa ra cái sáng kiến này và hiện nay thì ông Eric Smith đã trở thành thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đã lên án cái quyết định của phía cho chính quyền Joe Biden và rõ ràng đây là một chiến thắng cho quyền tự do ngôn luận ông Smith đã cho biết như trên bởi vì cái vụ án mà Missouri đụng với lại ông Joe Biden thì Tòa án của liên bang và chính quyền liên bang hiện nay đã bị cấm không được phép tiếp xúc với mạng xã hội để tìm cách kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận. Đó là lời phát biểu của ông Smith đã đưa ra sau khi mà tòa kháng án đã đưa ra quyết định có lợi cho tiểu bang Missouri. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông James Comer, chủ tịch ủy ban giám sát và À, trách nhiệm của hạ viện cùng với bà dân biểu mà Jory Taylor Green đã đối đầu với bộ tư pháp về vấn đề mà gọi là Hunter Biden đã vi phạm vào luật về à, buôn bán tình dục. Bản tin mới nhất cho biết thì à, chủ tịch quỹ ban đặt trách về trách nhiệm và à, à, giám sát của Hạ viện là ông James Comer và bà dân biểu là Marjorie Taylor Green đã gửi một lá thư vào ngày thứ sáu cho Bộ Tư pháp yêu cầu họ là phải bảo vệ quyền của các nạn nhân cáo buộc rằng ông Hunter Biden có thể đã bóc lột gái điếm và cứu uh, cái uh, cuộc điều tra này sau nhiều năm về cái tai tiếng liên quan tới những cái hình ảnh của Hunter Biden trong cái laptop mà ông ta đã bỏ quên ở trong một cái tiệm sửa computer ở tại Delaware và whistleblower có sở thấy là Joseph Ziegler đã ra điều trần vào tháng 6 và con trai của ông Joe Biden đã bay đã có một cái danh sách của các phụ nữ ở nhiều tiểu bang mà trong đó được biết là những phụ nữ phục vụ trong kỹ nghệ tình dục và có tiềm năng. Ông ta đã vi phạm luật của liên bang trong việc mà chống lại đường dây buôn người. Và quỹ ban giám sát với ông chủ tịch là James Comer đã viết lá thư cho Bộ Tư pháp yêu cầu là phải bảo vệ cho các nạn nhân trong cái đường dây buôn người và buôn tình dục. Những phụ nữ này có thể trở thành nạn nhân trong cái việc mà họ vi phạm vào cái đạo luật gọi là quyền bảo vệ cho nạn nhân trước tội ác và trong đó gần như là vi phạm vào cả cái tò, cái luật gọi là liên quan tới việc mà giúp cho nạn nhân và và bây giờ bộ tư pháp cần phải à, bà cung cấp đầy đủ tất cả những cái chứng từ cần thiết và những liên lạc với lại ủy à, ban để chúng tôi điều tra vấn đề này. Đây là một trong những cái tội ác mà có thể là à, mang tính trọng à, tội. Trong khi đó thì ông Ziegler vốn là một à, Wisto Flower của Ste là sở thuế và là người điều tra ông Hinten về cáo buộc ông ta vi phạm và trốn thuế. Trong đó, trong cái cuộc điều trần ngày 19 tây tháng 7, à, ông cho biết rằng là ông à, Hinten đã à, có cái quan hệ với với lại những người làm trong kỹ nghệ tình dục và gọi đây là góp membership và trong đó được phát hiện ở bởi một cái câu lạc bộ về tình dục và DOJ đã quyết định bỏ mặt tất cả những yêu cầu của quỹ ban về cái chính sách và kể cả cái vấn đề này và chúng tôi đáng tiếc rằng là bộ tư pháp đã không cộng tác để chúng tôi mở cuộc điều tra về Hunter Biden đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất cho thấy là quỹ ban đặc trách về giám sát và trách nhiệm của Hạ viện đã bắt đầu có những cái đụng độ gây gắt với Bộ Tư pháp khi Bộ Tư pháp tìm cách bao che cho Hunter Biden và không cung cấp những chứng từ liên quan tới việc mà Hunter Biden đi kiếm cái điếm và dường như đã có hành động bóc lột tiền bạc của gái điếm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu Tổng thống Trump đã gây quỹ trên 1 triệu Mỹ Kim cho ông Giuliani để có thêm cái ngân quỹ về pháp lý bản tin mới nhất cho biết thì cựu tổng thống trump đã giúp cho ông Rudy Giuliani gây gây quỹ được hơn một triệu mỹ kim cho vấn đề gọi là cái quỹ pháp lý của ông ông trump đã tổ chức một cái buổi gây quỹ cho cựu thị trưởng của new york ngay trong cái sân góp con ở Westminster, new jersey vào tối ngày thứ năm và buổi ăn tối này được tổ chức bởi chính con trai của ông Giuliani là Andrew và theo tường trình cho biết thì à, buổi ăn tối này với trên cả chục người ủng hộ cho ông Giuliani và có sự hiện diện của à, tổng thống đã được báo cáo là đã có được 100.000 Mỹ kim và ông nói với tất cả những người dự buổi tiệc này là hỗ trợ cho cựu à, thị trưởng Giuliani người đã đang là một à, gọi là thị trưởng tuyệt vời của thành phố New York và trong lịch sử của Hoa Kỳ ông Giuliani cũng tương tự như ông Trump đang bị à, cáo buộc các cái tội gọi là lật đổ kết quả bầu cử ở tại à, Georgia bởi một uh, biện lý có tên là Fanny Willis, một công tố viên và biện lý uh, cực tả và đang truy tố 19 người về việc uh, gọi là lật đổ kết quả bầu cử năm 2020 dựa trên đạo luật gọi là RICO ở tại tiểu bang này và khi ngay sau khi mà uh, có cái việc xuất hiện để mà nhận cáo trạng thì ông Trump đã bỏ trên trang Twitter của ông là thị trưởng của thành phố New York và là người đã có tên trong lịch sử của thành phố New York với vừa bị bắt giữ ở tại Atlanta Georgia bởi vì ông ta tranh đấu cho sự minh bạch của cuộc bầu cử và ông Giuliani đã là từng là Luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Trump về mặt cá nhân và trong đó ông gần như đã cố gắng tìm cách gọi là tìm hiểu về cái tính minh bạch của cuộc bầu cử năm 2020. Đây được xem là buổi cây quỷ rất thành công cho ông Giuliani. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Bộ Thương mại lên tiếng cam kết sẽ bảo vệ cho vấn đề an ninh quốc gia giữa lúc mà công ty Huawei đang có một con chip điện tử mới. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ cam kết là sẽ bảo vệ cho quyền lợi an ninh quốc gia trước cân bận tỉnh là Trung Quốc báo cáo là họ sản xuất được một loại chip gọi là nanometer mà không có cái sự gọi là lấy từ phía Hoa Kỳ. Phải rõ ràng, việc xuất cản kiểm soát này là cái công cụ tốt nhất của chính phủ Hoa Kỳ nhằm để bảo vệ an ninh quốc gia trước tiềm năng đe dọa của PRC. PRC tức là People Republic of China tức là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và trong đó giới hạn từ năm 2019 và công ty Huawei đã bị đẩy ngược lại và bây giờ họ đã bắt đầu có những cái hành động được xem là đe dọa tới an ninh quốc gia đó là lời phát biểu của một viên chức phát ngôn viên của Bộ Thương mại đã đưa ra sau khi mà có câu hỏi liên quan tới việc mà Trung Quốc đã có được một con chip điện tử và con chip này được mô tả là tốc độ khá nhanh và nằm trong cái phone mới của công ty Huawei và trong đó trong cái thời gian mà bà Bộ trưởng Thương mại là bà Gina Raimondo viếng thăm Trung Quốc vào tuần trước thì Huawei đã cho phát động một cái phone mới và trong đó họ nói rằng với kỹ thuật mới và cái phone này có tên là Mate 60 Pro đã sử dụng cái loại chip gọi là 7 nanometer và loại chip này được xem là cực nhỏ và có khả năng hoạt động rất mạnh. Đây được xem là một trong những cái tuyên bố mới nhất của Bộ Thương mại đưa ra ngay sau khi mà người ta nghi ngờ về con chip này đã được công ty nào của Hoa Kỳ hỗ trợ để cho công ty Huawei có thể phát triển được loại chip này. Trong khi đó thì phía Đài Loan lên tiếng cho biết họ không có liên hệ gì tới cái việc phát triển của công ty Huawei và nghi ngờ là có công ty nào đó của Hoa Kỳ đã giúp cho công ty Huawei có thể phát triển được loại chip điện tử mà có cái độ mỏng là mà gọi là 7 nanometer đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới sự lo ngại của Hoa Kỳ về việc công ty Huawei đã có được cái loại chip này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, một viên chức hàng đầu của Không quân Hoa Kỳ lên tiếng cảnh cáo là Trung Quốc vẫn đang tiếp tục thúc đẩy việc thuê mướn và các cái phi công để huấn luyện cho họ. Bản tin mới nhất cho biết thì một tư lệnh phi công à, 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 không quân hàng đầu của Hoa Kỳ đã, đã đã lên tiếng và cảnh báo về việc mà Trung Quốc đang tìm kiếm tất cả những phi công trên thế giới để huấn luyện cho lực lượng phi công của họ và điều này cho thấy rằng đang có tình trạng gọi là nguy hiểm trong lá thư gửi ra ngày 5 tây tháng 9 vào ngày thứ sáu thì tư lệnh của tên là Jack Brown được xem là tư lệnh không quân và sắp sửa trở thành người tổng tham mưu, tổng tham mưu trưởng của lực lượng quân đội Hoa Kỳ lên tiếng cho biết là hiện nay gần như họ đang tìm kiếm về những người huấn luyện và trong đó những ai đồng ý cái hợp hợp tác với lại công ty nước ngoài có thể sẽ đe dọa tới an ninh quốc gia của chúng ta đó là lời phát biểu của ông Brown đã viết ra ông đồng thời đã được đề 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 cử làm mà tổng tham mưu trưởng của lực lượng quân sự Hoa Kỳ, bởi Joe Biden. Tuy nhiên, thì việc bổ nhiệm ông vẫn còn bị kẹt lại bởi sàn thượng viện chưa được xác nhận bởi vì cái việc trận đứng của thượng nghị sĩ Tommy Tuberville. Trong đó, thì ông nói rằng Hoa Kỳ cần phải có những cái hành động giám sát chặt chẽ hơn với mạng lưới phi công của các quốc gia đồng minh và đối tác đang bị Trung Quốc chiêu mộ để có thể huấn luyện cho binh sĩ không quân của họ. Đây được xem là một trong những lời báo động mới nhất của viên Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ đưa ra ngay sau khi họ phát hiện được một cái nơi dạy về phi công ở tại Nam Phi một cái trường dạy phi công ở Nam Phi đa số là thuê mướn các binh sĩ phi công cựu binh sĩ phi công của Hoa Kỳ của Canada của Úc và của Anh đến huấn luyện cho các binh sĩ phi công của Trung Quốc để ra lái các chiến đấu cơ đây được xem là một lời cảnh báo mới nhất của tư lệnh không quân Hoa Kỳ liên quan tới việc mà Trung Quốc đang chiêu mộ những người được xem là có khả năng về phi công. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, Philippines và Australia, tức là Úc, đã ký một cái hiệp ước và trong đó gia tăng sự lo ngại về sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc và ông Amani đã ca ngợi Philippines là một quốc gia bằng hữu. Bản tin mới nhất cho biết thì Philippines và Úc đã ký kết một cái hiệp ước về kinh tế và an ninh vào ngày thứ sáu hôm nay ở bên lề của cái hội nghị khối ASEAN. Thỏa thuận này đã diễn ra sau khi có cuộc gặp gỡ giữa ông tổng thống của Philippines là mà Ferdinand Marcos Jr. và thủ tướng của Ý là ông Anthony Albanese tại Manila và ông Albanese đã viếng thăm với cái cuộc gọi là đối thoại song phương lần đầu tiên của một thủ tướng Úc trong vòng 20 năm qua tới Manila tiếp theo hàng loạt các cái uh, cuộc gặp gỡ của các viên chức cao trong chính quyền của ông ta với lại phía ông Marcos kể từ khi mà ông Marcos lên nhận chức từ năm 2022 và dưới cái uh, đối tác chiến lược hai quốc gia tìm cách gia tăng sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, an ninh cho tới vấn đề khí hậu toàn cầu bị thay đổi và vấn đề giáo dục. Đây được xem là một trong những cái uh, thúc đẩy quan trọng giữa hai quốc gia ông amani đã phát biểu như trên cùng với các thông tín viên trong khi đó thì việc hợp tác này diễn ra giữa lúc mà trung quốc đang có những tiềm năng đe dọa tới đảo quốc đài loan và có sự đối đầu căng thẳng với philippines trên quần đảo trường sa và trong cuộc đối thoại này ông Marcos đã cảm ơn ông amani đã có hành động mạnh mẽ để ủng hộ cho philippines nhằm có thể có được cái an ninh hàng hải và trong đó ông cho rằng là có những cái hành động được xem là vô giá trị từ phía của trung quốc đây được xem là một trong những cái hợp tác mới nhất của Philippines đã chính thức được ký kết tại Manila và trong đó Úc sẽ hỗ trợ cho Philippines về mặt quốc phòng cũng như hợp tác về kinh tế, giáo dục và khí hậu toàn cầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, các nhà lập pháp của Đài Loan đã có cuộc thảo luận song phương với mối quan hệ với các đối tác của họ tại Canada ở Montreal bản tin mới nhất cho biết thì một phái đoàn lập pháp của đài loan dẫn đầu bởi nhà lập pháp của tên là Chen Ting Fei là chủ tịch của cái uh, hội nghị của Đài Loan và Canada trong một cái hiệp hội tại đây đã có mặt tại Montreal vào ngày thứ tư gặp gỡ với lại các đối tác tức là các nhà lập pháp của Canada để thảo luận các đường hướng để quan thúc đẩy các mối quan hệ song phương trở nên sâu đậm hơn. Bản tin mới nhất cho biết thì uh, từ nghị viện của Canada thì ông Peter Stike Savia uh, Basalu duvon và Angelo Lacono, Samir Zubari và Stephen Begani, Begaron đều là, là được xem là những người đã đại diện cho Nghị viện của Canada để gặp gỡ với lại phái đoàn của Đài Loan. Và cuộc gặp gỡ này tập trung vào vấn đề kinh tế mậu dịch cũng như là hỗ trợ cho Đài Loan đối phó với sự đe dọa từ đảng Cộng sản Trung Quốc. Và trong đó thì các dân biểu của uh, đa, phía Canada đã ủng hộ cho Đài Loan hầu như là có mặt ở trong các tổ chức quốc tế và tuyên bố rằng sẽ thúc đẩy chuyện này. Ngược lại thì phái đoàn của Đài Loan cho biết là sẽ làm việc với lại phía của Canada để thúc đẩy việc hợp tác song phương bao gồm luôn vấn đề kỹ thuật và những vấn đề kỹ thuật cao cấp trong đó có cả semiconductor và cái ngành khoáng mỏ và có thể cung cấp nhiên liệu và nguyên liệu cho cái ngành semiconductor. Đây được xem là cuộc hợp tác chặt chẽ giữa Đài Loan và Canada diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đe dọa mỗi ngày một căn ở trên khu vực eo biển Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!